Sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, đó là một độc giả đã hỏi là thị trường chứng khoán thì có biểu đồ giá và chỉ số để đánh giá thị trường. Vậy với thị trường bất động sản thì có kênh thông tin thống kê nào để có thể sử dụng khi mà đánh giá chu kỳ của thị trường và định giá tài sản chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hay không? Đối với chứng khoán thì Việt Nam chúng ta hiện nay chỉ có hai sàn bất động sản, hai sàn chứng khoán thôi, và cái chỉ số giá biểu đồ chứng khoán là do hai cái sàn này họ đưa ra. Thế thì và các công ty chứng khoán họ có cách để họ tính toán, nhưng mà nói chung là cái rổ mà ví dụ như VN30 hoặc là VN Index thì là do các cái sàn giao dịch đưa ra, các sàn chứng khoán đưa ra. Thế ở Việt Nam chúng ta hiện nay có hàng ngàn sàn giao dịch, cho nên mỗi sàn đưa ra một cái chỉ số giá khác nhau vì tùy thuộc vào cái rổ hàng mà họ đang giao dịch. Và hiện nay thì rất nhiều công ty tư vấn rồi là giao dịch bất động sản cũng đều đưa ra các cái đánh giá và chỉ số giá của mình, bởi vì nó họ họ chỉ có thể căn cứ vào cái chỉ số giá dựa trên cái rổ hàng hóa của họ có thôi. Ví dụ như là sàn HNX hay là sàn HOSE chứng khoán thì họ cũng chỉ căn cứ trên những cái mã nào niêm yết trên cái sàn của họ thôi. Mặc dù gần đây thì là hai sàn này là đi đến liên thông với nhau để tạo ra cái VN Index. Thế nhưng mà rõ ràng là một cái cơ quan mà tổng hợp được tất cả cái này thì thường là các hiệp hội, ví dụ như là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hay Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, hoặc là một số công ty tư vấn độc lập họ sẽ đưa ra giá. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là năm nào chúng ta tôi cũng nhận được khoảng tầm 4 năm cái báo cáo đánh giá chỉ số giá thị trường bất động sản của các công ty và các đơn vị nghiên cứu và tư vấn, nhưng mà rất tiếc là không bao giờ trùng nhau cả, mà thậm chí có thể là nói là chênh lệch nhau rất là lớn. Cho nên là cuối cùng là vẫn phải là dựa vào cái sự tham khảo thôi, còn đâu là vẫn phải dựa vào sự phân tích và đánh giá của mỗi cá nhân, của các nhà đầu tư.